Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với WiseTech. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thẩm một cách cực kỳ sâu vào một sản phẩm vô cùng mới trên thị trường hiện nay. Đó chính là một chiếc chuột gaming đến từ thương hiệu Rappu. Rappu à? Hãy nói một chút về thương hiệu Rappu nhé. Rappu thì không phải quá xa lạ trên thị trường Việt Nam nữa rồi, rất nhiều anh em đã biết về nó, đặc biệt là trong cái phân khúc là gaming gear giá rẻ, chuột gaming giá rẻ, bàn phím cơ giá rẻ, bàn phím cao su. Rappu thì luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của những ai mà không quá quan tâm đến cái trải nghiệm, mà chúng ta chỉ cần một sản phẩm dùng tốt, đủ tốt với một cái mức giá rẻ. Thế nhưng mà không có nghĩa là Rappu không thể làm những sản phẩm nó thực sự đỉnh cao. Thật ra thì đỉnh cao thì nó có rất nhiều đỉnh, chúng ta sẽ rất khó để nói được cái đỉnh nó ở đâu. Nhưng mà với chiếc chuột ngày hôm nay, đó là chiếc VT960S, thì sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc của anh em về thương hiệu Rappu đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về chiếc chuột này đã. Đây chính là em nó. Mọi người có thể nhìn thấy trông cũng lạ phết nhỉ. Vậy thì xem ở trong hộp còn gì nữa không nhá. Bên trong hộp Rappu thì vẫn được đóng hộp cũng gọi là tương đối giống rất nhiều sản phẩm trước đây, với dạng là vỏ rút ra, sau đó chúng ta sẽ có cái hộp dạng như thế này. Đó, chuột thì sẽ được đặt ở ngay bên trong này, nhưng mà mình đã lấy ra rồi, anh em thấy rồi đấy. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ hơn nữa, và quan trọng nhất là hai phụ kiện nho nhỏ ở đây. Một cái cục trông hình thù khá là kỳ quặc này là một, thứ hai là cái đầu receiver. Rồi, trong hộp hết rồi nhá. Bên trong chiếc hộp nhỏ hơn này thì chúng ta sẽ có những gì? Anh em đoán đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đây. Chúng ta có cả fit thay thế. Rất cẩn thận khi mà Rappu đã tặng sẵn cho chúng ta những cái fit để thay thế như này, rất to luôn. Và chúng ta sẽ có thêm một cọng dây USB Type-C, một đầu Type-A, một đầu Type-C được mạ vàng. Mặc dù mình thấy cái sự mạ vàng này nó không có, nó chỉ là trông đẹp hơn thôi chứ không thật sự có cái tác dụng gì lắm. Nhưng quan trọng nhất là cọng dây khá dài cũng như được bọc dù. Về độ dài của cọng dây này thì chúng ta sẽ cùng xem nó dài bao nhiêu. Mình không thích xem thông số tại vì là cứ phải thực tế. Mình cao 1m8, sải tay mình gần 1m8, mình 1m76. Thì đây, một sải tay mình ra đúng hai cái đầu này luôn mà nó ra được. Thì tức là cái dây này nó sẽ dài khoảng 1m8 nha mọi người. Dây 1m8 thì khá là vừa đủ, nhưng gọi là nếu như anh em có một cái setup PC mà nó bàn nó rộng ấy thì 1m8 lại hơi ngắn. Nhưng mà anh em đừng lo, đây là chuột không dây mà. Vậy thì cái dây này để làm gì? Nó có hai tác dụng. Thứ nhất là để sạc cho chiếc chuột này. Thứ hai là anh em có thể cắm vào đây. Đó, nó sẽ là một cái dongle để đặt trên bàn của anh em. Và sau đó cái đầu receiver 2.4 này anh em sẽ cắm ở đây. Xong. Đó, như vậy là cái đầu receiver này anh em có thể đặt một cách gọn gàng ở cạnh chân đế màn hình chẳng hạn. Lúc nào mà chuột hết pin thì chúng ta lại rút ra, chúng ta cắm vào chuột để sạc. Và lúc này thì chuột có thể sử dụng được như là một chiếc chuột có dây bình thường. Tuy nhiên ấy, những cái điểm trừ lát nữa mình sẽ nói nhá. Bây giờ chúng ta cứ đi nhìn qua em nó một cách khách quan xem có những cái gì trước đã. Rồi, tạm thời bỏ qua những phụ kiện thì chúng ta sẽ đến với chiếc chuột này. Như mọi người sẽ thấy, Rappu VT960S có một cái thiết kế mà có thể nói khá là độc lạ. Mọi người đã nhìn thấy ai cầm con chuột như mình chưa? Ít đúng không? Lý do tại sao? Tại vì nó có một cái lỗ này. Đó, anh em nhìn thấy không? Cái trend chuột lỗ bây giờ mình thấy là nó cũng bớt bớt rồi ấy. Nhưng mà bây giờ các anh em làm chuột bắt đầu chuyển sang chơi quả lỗ to hơn. Đó, nguyên một khoảng trống bên dưới này luôn. Về thiết kế thì đây là một chiếc chuột có thiết kế đối xứng. Chúng ta có thể dùng cho cả người thuận tay trái và tay phải. Tuy nhiên thì người thuận tay trái sẽ hơi bất lợi một chút khi mà bỏ qua mất 3 cái nút ở bên cạnh trái này. 3 nút này lát nữa mình sẽ nói nhá. Quay trở lại thiết kế chiếc chuột này thì ngoài cái điểm đặc biệt là nó có một cái lỗ hổng to tướng ở đây ra, thì cái điểm đặc biệt nữa mình nhìn thấy đó là nguyên cái phần đai chạy từ cạnh trái sang bên cạnh phải này của nó. Đó, mọi người nhìn thấy phần đai này không? Là bằng hợp kim nhôm, rất cứng và cũng hơi nặng nữa, nó không quá nhẹ đâu mọi người. Bên cạnh đó thì khu vực phím bấm chúng ta này, nút chuột trái phải này, sẽ được bo thành một khối ở trên này, mọi người có thể thấy. Trông nó khá là hay ho và thú vị, nhưng quan trọng nhất đó chính là ở khu vực chính giữa này. Mọi người thấy tại sao lại có một cái miếng ni lông dán ở đây không? À, cái miếng ni lông này là để bảo vệ cho cái màn hình. Dĩ nhiên là anh em mua về thì bóc ra thôi, dùng cho nó sướng. Vâng, ở đây, chính giữa này chúng ta có một màn hình OLED
đen trắng. Và cái màn hình này sẽ hiển thị bất cứ thông tin gì mà anh em thích qua phần mềm V Plus được cài đặt trên máy tính. Đó là một cái điểm rất mới lạ, một cái điểm nhấn. Lúc đầu thì mình có một cái cảm tưởng là ủa, đặt cái màn hình này ở đây rồi sao? Đâu có ai xài đâu, đâu có ai dùng đến đâu. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng chuột đúng không? Là chúng ta sẽ đặt tay ở đây. Và cái màn hình bị che đi mất rồi, đâu có thấy gì đâu, có tác dụng gì đâu. À đúng, khi mà chúng ta sử dụng chuột thì cái màn hình này gần như vô dụng. Nhưng chính vì thế cho nên là khi mà anh em sử dụng chuột ấy, anh em di chuột hay anh em bấm chuột một cái là cái màn hình nó tự tắt luôn. Bởi vì là đằng nào người ta cũng biết là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta không nhìn. Nhưng mà khi chúng ta bỏ tay ra, không di chuyển chuột cũng như là không bấm nút khoảng mấy giây thôi là cái màn hình nó lại sáng lên và hiển thị tất cả những thông tin mà cá nhân hóa nhất của anh em, tạo ra được một cái sự gọi là cá tính nhất định. Có thể là anh em cầm chuột đi, chuột không dây mà, để luôn tên tuổi số điện thoại ở đây, ra quán cà phê nhỡ quên chẳng hạn, ôi người ta cầm à xịn quá nhở, có cái thông tin đây, gọi trả quá hợp lý đó. Dĩ nhiên là nếu như mà cái người cầm người ta muốn trả, mà kể cả không muốn trả ấy, thì cũng chả biết làm gì con chuột này, bởi vì là dây thì không có. À, nói đến cái đoạn dây, tại sao mình lại nói nó có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ, đó chính là cái đầu dây USB Type-C này ấy, mọi người nhìn thấy cái đầu này nó khá là nhỏ và không phải cọng dây nào cũng có thể cắm được vào cái lỗ này, bởi vì bản thân cái lỗ Type-C ở đây này nó nằm rất sâu nhá, cái socket Type-C nó nằm rất sâu luôn, và để cắm được ấy thì cái đầu này phải đủ nhỏ và cái phần bọc đầu Type-C này nó cũng phải đủ nhỏ thì chúng ta mới có thể luồn vào trong cái lỗ này. Thế cho nên mình mới nói không phải dây Type-C nào cũng có thể cắm được vào chiếc chuột này. Đổi lại nhá, chính cái thiết kế này giúp cho khi anh em cắm dây Type-C vào, nhìn trông chiếc chuột cực kỳ gọn gàng, trông như một chiếc chuột có dây bình thường. Đó, anh em thấy không? Cái phần đầu Type-C này nó chỉ nhô ra cái phần gọi là chống gãy, chống đứt ở đuôi này thôi. Và khi nhìn từ trước vào, chúng ta có một chiếc chuột có dây hoàn toàn bình thường, chứ không phải bị cảm tưởng như là một cái cọng dây Type-C rất to và cắm vào lòi ra một cục ở trên này, gây khó chịu. Chính vì cái thiết kế này sẽ giúp cho chiếc chuột này khi mà anh em sạc vẫn có thể sử dụng được như một chiếc chuột có dây bình thường ở trên mặt bàn. Và kết hợp với cái bọc dù của dây Type-C rất là mềm mại nữa thì cái việc sử dụng khi mà cắm dây cũng rất thoải mái. Vậy thì cái cắm dây này chúng ta sẽ sạc mất bao lâu để đầy được chiếc chuột này? Chuột không dây mà có pin đúng không? Thì anh em sẽ sạc khoảng 3 tiếng đồng hồ nhé. Với dung lượng pin bên trong này là 600mAh. 600mAh là một dung lượng pin tương đối lớn cho một chiếc chuột không dây. Với 600mAh thì anh em có thể sử dụng tới 135 tiếng đồng hồ liên tục. Vâng, 135 giờ sử dụng với một lần sạc pin 3 giờ. Như vậy thì mình thấy tương quan cái thời lượng sạc pin cũng như là thời lượng sử dụng mình thấy nó cũng khá là ok. Chưa kể là chúng ta có cái USB dongle này nữa. Cái này nó rất là tiện luôn nhé. Tại vì là bản thân cái sóng 2.4 kết nối của chuột không dây, hầu hết các chuột không dây này ấy, thì nó sẽ khá là kém ở chỗ nào là nó xuyên vật thể rất là khó. Nếu như mà anh em cắm cái đầu USB này nhé, ở đằng sau cây máy tính, cắm sau cây máy tính. Máy tính của anh em thường làm vỏ bằng gì? Bằng sắt đúng không? Bằng kim loại đúng không? Thì khi mà cắm đằng sau nó sẽ bị chắn sóng. Và lúc này thì cái chuột để đằng trước lại bị chắn bởi chính cái vỏ cây, khiến cho cái đôi khi chúng ta sử dụng cái việc mà di chuột nó sẽ hơi giật giật lác lác một chút, bởi vì nó bị miss mất cái kết nối. Khi mà anh em có thêm một cái cục này nhá, anh em đặt ngay cạnh cái màn hình, chân đế màn hình ở đây, đặt ngay đây, chuột ngay đây, kết nối sẽ cực kỳ ổn định. Đó. Và khi nào chúng ta cần dùng dây, chúng ta lại rút cái dây ra cắm vào chuột. Khá tiện. Vâng, đó là về những cái yếu tố ban đầu mà mình thấy được ở chiếc chuột này. Yếu tố tiếp theo mà mình thấy ở chiếc chuột này đó chính là chính vì cái phần này bằng kim loại cho nên là mùa hè cầm vào ủi nó mát, mát cực kỳ luôn, sờ rất là sướng tay. Và cái sự mát này nó không phải là cầm một lúc nó bắt đầu nóng đâu, mà chính vì nó là kim loại cho nên nó lại tản nhiệt tốt hơn, làm cho chúng ta khi mà chúng ta cầm chuột lâu, sử dụng chuột lâu vẫn có một cảm giác khá là thoải mái. Cái này thì sẽ phù hợp với những anh em nào mà hay bị nóng tay, bị da mồ hôi tay ấy. Nhưng mà ngược lại nhá, da mồ hôi tay cũng lại là một cái điểm đáng để nói. Tại sao? Anh em thấy nhá, toàn bộ khu vực này không có bất kỳ một cái grip cao su nào cả, cũng không có cái texture kiểu làm gai gai lên để khi mà chúng ta cầm tay vào nó sẽ bám tay hơn. Và cá nhân mình là một người không bị mồ hôi tay, nhưng mình lại bị tay khô. À, mình cứ ngồi phòng điều hòa hay là trời lạnh là tay mình khô nét, cứ không khí khô khô một tí là tay mình nó khô. Thế cho nên là cầm này nó rất là trơn và mình đấy, nó rất dễ bị trượt, khô như kiểu là mình đang đeo găng tay này này, nó rất dễ bị trượt, cái độ grip nó rất là chán. Đấy là cái điểm trừ mà mình nghĩ là lớn nhất ở chiếc chuột này, và hy vọng là
chúng ta sẽ có thêm cái grip cao su hay cái gì đó ở đây thì mình không thấy rồi này, là anh em có thể dán vào đây để tăng cái độ bám rồi. Còn nếu như tay anh em chỉ cần hơi ẩm một chút thôi, có một chút mồ hôi tay thôi thì cầm vào vẫn khá là thoải mái, tương đối thoải mái. Thứ hai nữa, có một điểm trừ, cái này thì mình thấy nó cũng nhỏ thôi nhưng mà mình nghĩ là không phải anh em nào cũng sẽ gặp, như đối với mình thì mình thấy nó hơi bất tiện, không gọi là điểm trừ nhưng mà chỉ là đối với cá nhân mình thôi. Đấy là cái anh em nhìn cái phần ngang này này đó, cái phần kim loại này nó sẽ không kín hết xuống dưới đáy này mà đến đây nó lại hơi nhô lên một chút, nó hơi bay một chút đằng sau này, anh em thấy không, nó sẽ hơi bay một chút so với bề mặt phẳng ở dưới đó, nó hơi cao lên. Thì cái đoạn gãy này này, cái đoạn gập ở đây này, khi mà mình cầm chuột ấy, nhiều anh em cầm chuột thì ở cái tư thế cầm là palm grip chẳng hạn, palm grip thì anh em sẽ ôm sát hết cả con chuột đúng không, thì ngón tay út anh em sẽ xuôi ra đằng trước như này thì thoải mái bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng mình thì lại cái kiểu cầm của mình là claw grip, tức là mình sẽ áp cái phần đuôi chuột vào phần lòng bàn tay ở đây, nhưng ngón tay mình thì sẽ không ôm hết chuột mà mình sẽ hơi khum lại như này, đây là claw grip. Thì cái kiểu claw grip của mình ấy thì cái ngón tay út mình sẽ không chuỗi về đằng trước như này mà ngón tay út của mình sẽ hơi grip về đằng sau này một chút để mình giữ cái phần chuột, và cái ngón tay út của mình thì bị cấn vào cái chỗ gãy ở đây. Thì lúc đầu ấy thì mình thấy ngón tay út mình nó sẽ hơi bị cứng, nhưng mà sau quá trình sử dụng thì cái sự cấn này mình bắt đầu quen ấy, và chính cái cấn này lại giúp mình grip được con chuột này chắc hơn, bởi vì là bản thân nó không có cái cao su để tăng độ bám đúng không, thì ngón tay út mình móc vào đây, mỗi lần lift off mình nhấc cả chuột này lên bằng ngón tay út, thì mình không biết gọi là điểm trừ hay điểm cộng, chỉ là ban đầu mình thấy nó hơi cấn ấy, nhưng mà sau đấy thì lại quen thì lại thấy hoàn toàn bình thường và thậm chí là dễ luôn. Về trọng lượng chiếc chuột này thì rất tiếc, Trend bây giờ vẫn là chuột siêu nhẹ, nhưng mà Rapu quyết định không, chúng tôi không làm chuột siêu nhẹ, chúng tôi làm chuột 113g. Vâng, lý do cho cái sự 113g này thì có hai, mình nghĩ là sẽ có hai lý do. Thứ nhất là viên pin rất lớn, mang lại thời lượng pin rất dài, cũng như là phải gánh thêm cả một chiếc màn hình OLED ở đây nữa, thì rõ ràng là chúng ta khó mà có thể có một chiếc chuột nhẹ mà có từng đó những tính năng được. Thứ hai nữa là với cái thiết kế mà sử dụng cái vòng cung ở đằng sau này và rỗng ở bên trong này thì sẽ khiến cho chiếc chuột này khá là mất cân bằng. Thật sự là nó sẽ rất mất cân bằng nếu như mà nó là một chiếc chuột nhẹ. Bởi vì sao? Nếu chuột nhẹ thì toàn bộ linh kiện sẽ được dồn hết về đằng trước. Phần đằng sau này làm bằng nhựa chẳng hạn cho nó nhẹ đi, thì đằng sau này sẽ bị nhẹ và đằng trước nó sẽ bị nặng, và khi anh em nhấc chuột lên anh em sẽ cảm giác là con chuột nó sẽ bị như thế này, nó sẽ bị như thế này, tại vì đằng trước nặng hơn mà đằng sau quá nhẹ. Chính vì thế cho nên là Rapu đã lựa chọn cái chất liệu đó là kim loại để cân bằng lại chiếc chuột này, và thực sự là chiếc chuột này có một độ cân bằng rất tốt, thật sự nó rất cân bằng luôn, và cái điểm cân bằng của nó chính là ở cái điểm cảm biến ở đây. Rồi, nói đến cảm biến, chiếc chuột này thì rõ ràng với mức giá, bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em về mức giá mà Rapu bán chiếc chuột này ra, nó rơi vào khoảng 1,5 triệu. 1,5 triệu cho một chiếc chuột Rapu, 1,5 triệu cho một cái thương hiệu mà vốn dĩ anh em đã quen với những chiếc chuột chỉ vài trăm nghìn, thì có lẽ là một cái chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Nhưng 1,5 triệu này anh em sẽ được gì ngoài những cái tính năng nổi bật mà mình vừa nhắc đến xong ấy, thì chúng ta còn có gì? Chúng ta có cảm biến PAVK 3370, mình không nói nhầm đâu, PAVK chứ không phải là PMVK, PMVK 3389, PAVK 3370. Vâng, đó đều là những cảm biến đến từ nhà Pixart, và PAVK là một cái dòng cảm biến mới. Nó sẽ có những ưu điểm như thế này, đầu tiên là nó cực kỳ tiết kiệm điện, cho nên nó rất phù hợp cho những chiếc chuột không dây đó, bởi vì nó sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn, giúp cho thời lượng sử dụng chúng ta dài hơn. Thứ hai, PAVK 3370 có được cái tốc độ phản hồi khi mà từ lúc anh em bắt đầu di chuyển con chuột cho đến lúc mà cái cảm biến ở bên trong nhận diện được sự di chuyển của pixel, nó rất nhanh, cái latency nó rất thấp, cho nên là các game thủ chuyên nghiệp hay là những cái chuyên gia họ đã đo đạc rồi, và cái latency này nó chỉ bằng 50% so với latency của 3389 thôi, tức là nó nhanh hơn một nửa, à đâu, nhanh hơn gấp đôi so với cả PMVK 3389. Thì đấy là những cái điểm lợi. Tuy nhiên thì dĩ nhiên vẫn có điểm trừ nhá, 3389 vẫn là một tượng đài rồi, thì 3370 làm thế nào lật đổ tượng đài được đây, dĩ nhiên nó vẫn phải có điểm yếu chứ. Đó chính là cái độ chính xác của nó khi mà so sánh với cả 3389 thì nó sẽ không bằng. Mặc dù là cái sự không bằng này nó chỉ là một chút xíu thôi, nhưng những ai mà gọi là khó tính ấy, chúng ta có kỹ tính thì chúng ta mới tính đến thôi. Làm nào để test được cái sự chính xác của cảm biến, rất đơn giản, thì các pháp sư Trung Hoa họ đã có một cái setup như này. Họ sẽ có một cái khung máy, nó sẽ quay tròn con chuột này liên tục bằng một quỹ đạo cố định, và đảm bảo chính xác cái quỹ đạo này luôn là 100%. Họ đã quay hai con chuột đấy
thì họ thấy là các cái vòng tròn mà những con chuột này vẽ ra nó có độ lệch khác nhau, và 3370 sẽ có độ lệch lớn hơn so với 3389. Thì đấy là cái một cái bài test mà quay cả nghìn vòng thì mới có độ lệch như thế, tức là cái độ lệch nó rất là nhỏ, nhưng mà vẫn là một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta hiểu là PAW3370 và PMW3389 nó sẽ khác nhau như nào. Về độ phân giải của PAW3370 thì nó sẽ có từ 50 dpi cho đến 19.000 dpi nha mọi người. Đây là một mức độ phân giải khá là rộng, một cái range khá là rộng. Tuy nhiên thì thường ấy, mình thấy trong quá trình mình sử dụng nhá, mình sẽ bấm ở cái nút ở trên này này thì mình sẽ xem được luôn là cái CPI của mình đang là bao nhiêu. Đó. 19.000 là cao nhất này. Và cái mức set ban đầu là 800. Thì mình có thể sử dụng một cách hoàn toàn bình thường với mức 800 một cách tương đối ổn. Và mình cũng đã trải nghiệm một số tựa game với chiếc chuột này. Mình thì quen sử dụng chuột nhẹ rồi, nhưng mà khi mà sang chuột này thì ban đầu mình sẽ có một cái ấn tượng là mình sẽ phải mất thời gian để làm quen với nó. Bởi vì đang quen chuột nhẹ, bây giờ sang chuột nặng hơn rồi thì nó sẽ có một cái thiết kế khá là lạ, cũng như là cái độ cân bằng nó khác hẳn với con chuột mình đang quen sử dụng. Cho nên lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ mất thời gian để mình làm quen, nhưng mà chỉ sau đúng một trận CSGO thôi là mình đã quen với nó rồi. Thì đây là một chiếc chuột cực kỳ dễ làm quen. Và thêm nữa nha, nó còn có một cái hay nữa. Đây cái nút này này. Cái nút này là nút đặc biệt và nút đặc độc quyền của Rapu. Đấy là một nút Quick Action. Thật ra thì nó cũng đơn giản là một nút mà anh em có thể macro được thôi. Rất nhiều chuột cũng có bố trí rất nhiều nút ở bên phía cạnh trái này. Và đấy cũng là lý do tại sao mình nói là anh em mà thuận tay trái thì sẽ hơi thiệt thòi một chút. Bởi vì ngoài cái nút Back và Forward mà bây giờ chuột nào cũng có ở bên này ra, thì cái nút này này, nó ngay tầm với ở ngón cái của anh em luôn. Rất dễ thao tác, ngay tầm với luôn. Thì cái nút này nó sẽ có khả năng macro được bất kỳ cái chức năng nào anh em muốn. Thì đấy là cái điều dĩ nhiên rồi, chuột gaming nào bây giờ chả macro được. Nhưng mà quan trọng nhất là cái mặc định của nó ấy, nó là double click. Mặc định của nút này là double click. Nếu như mà anh em bình thường anh em hay bắn tap ấy, anh em tap 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 đúng không? Thì anh em bấm này, tạch 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 tạch, thì cái tốc độ ra đạn của anh em nó sẽ rất là ổn định. Và bản thân mình đã thử bắn tap với cả AK47 ở trong CSGO với cái nút này ấy, thì mình thấy tap thích hơn rất là nhiều. Tại vì là thay vì mình phải tap 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 ở đây thì mình chỉ việc bắn đây là đã ra hai viên đạn một lúc, kiểm soát được tâm của mình rất là ok luôn. Thì đấy là một tính năng mà mình nghĩ rất hay mà một con chuột hướng đến game thủ chuyên nghiệp có thể mang lại. Rồi thì tất cả những nút khác thì dĩ nhiên rồi, anh em có thể macro thành bất kỳ cái gì anh em muốn, thậm chí là nguyên cái bàn phím bên đây cũng được. Vâng, nói đến nút macro thì chúng ta có bao nhiêu nút đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật ra cái nút DPI này thì anh em không nên macro thành cái khác. Vâng, con lăn của chuột này thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, cho nên mình sẽ không đánh giá thêm. Con lăn này nó độ này khá tốt, nó có hai cái viền đỏ hai bên cao su ở chính giữa trông như một cái lốp xe, cũng không có gì đặc biệt cả, cho nên mình sẽ bỏ qua. Về những cái thông số khác mà anh em quan tâm ấy, thì có lẽ là sẽ có thêm một số cái con số như là polling rate thì nó sẽ có 25, 50, 125, 250, 500 và 1000. Vâng, polling rate của nó có thể lên tới 1000. Và bên cạnh đó thì cái gia tốc của nó là 50G, gia tốc 50G tương đối lớn, và cái CPI của nó là 400. Đó. Vâng, đó là tất cả những cái thông số của chiếc chuột này rồi. Vậy thì trên thực tế nhá, trong quá trình mình sử dụng cũng một khoảng thời gian khá dài, chính xác là khoảng 1 tuần từ lúc mà mình nhận chiếc chuột này về Wisetech Studio cho đến thời điểm mình quay video này thì mình chưa phải sạc. Không biết là từ lúc bóc hộp ra là dung lượng pin đang bao nhiêu phần trăm, nhưng mà đến thời điểm này thì mình vẫn chưa phải sạc và mình vẫn dùng nó bình thường. Và một ngày anh em trên studio làm việc 8 tiếng. Đấy. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng ngồi máy tính, chắc là khoảng 3-4 tiếng một ngày. Thì đến bây giờ là 1 tuần mình vẫn chưa phải sạc. Thì đấy là một cái điểm khá là tốt, một cái trải nghiệm khá là tốt khi mà mình sử dụng chiếc chuột này. Và cuối cùng, như bao chiếc chuột gaming khác, nó cũng có hệ thống LED RGB, nhưng mà nó không quá rực rỡ hay là quá là phô trương đâu, bởi vì cái LED RGB của chiếc chuột Rapu này sẽ được đặt ở bên trong cái hõm này với logo chữ V của Rapu nằm ở đây, 16,8 triệu màu. Không quá nổi bật đúng không? Nhưng mà mình thấy như thế là cũng vừa phải, bởi vì là khi mà anh em đặt chuột trên bàn và chúng ta nhìn màn hình thì nhìn thấy cái logo ngay bên dưới luôn, cũng khá là hợp lý. Ok, được. Vâng, có lẽ đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc chuột gaming Rapu VT960S. Một chiếc chuột mà mình nghĩ là sẽ là một cái món ăn lạ và rất là xứng đáng để anh em có thể, nếu như anh em dư giả và có khoảng 1,5 triệu ấy, thì cũng nên thử một lần trong đời. Bởi vì đây là một chiếc chuột mà mình nghĩ có mức độ hoàn thiện rất tốt. Đó, từ chất liệu cho đến các chi tiết hoàn thiện rất tốt.
không thua kém gì những chiếc chuột gaming đến từ các thương hiệu lớn. Bên cạnh đó là nó sử dụng một cái cảm biến thực sự là ngon cho thời điểm hiện tại, đó là PAVK3370. Và bên cạnh đó nữa là nó mang lại cái trải nghiệm sử dụng thời lượng pin cực kỳ tốt. Mặc dù là nó không phải là chuột siêu nhẹ, cho nên là có lẽ là bây giờ anh em sẽ không quá quan tâm lắm. Nhưng mà anh em cứ thử dùng xem, nếu mà không thích thì nói với tôi. Bởi vì là cá nhân tôi thì cũng không phải lúc nào cũng khen đâu, nhưng mà với riêng với em này thì mình thấy là nó cũng khá là phù hợp với cái trải nghiệm của mình, với cái gu của mình, thì mình đánh giá là nó ngon. Còn anh em thì sao? Nếu như mà anh em dựa vào những cái thông tin mình vừa chia sẻ thì anh em thấy đây có phải một chiếc chuột ngon hay không, thì hãy chia sẻ mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như vậy, khi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.